Hai cả nhà lại là thương xúc xích đây. Chào cả nhà, mọi người đây cả nhà. Chào mọi người. Đấy. Trời ơi, bác Tám không đốt đống lửa này mà Tám đứng đây không quạt. Thì qua đó ghế trời hiền khô à. Không đốt tôi á. Muốn lấy vợ mới rồi. Đây thì Thương cùng gia đình có làm một món ăn, đó chính là món bò lá lốt nha. Bò lá lốt này là từ lúc làm kênh YouTube giờ chưa có làm nè. Đó. Đây là món bò lá lốt gói chung với cái lá lá lốt là gọi là bò lá lốt đó. Còn cái này là để nhét vô ống tre nha cả nhà. Cái này quấn vô lá này hả? Dạ đúng rồi. Tôi quấn thôi. Còn bảy bốn vậy? Trời ơi, mất ít thịt thôi, xong chích được cậu. Ít thôi cậu ơi. Cậu ơi mặn cậu ơi. Cái gì vậy? Ở Hương Ế bà gói gì vậy? Ủa gì vậy bà nội, bà gói gì vậy? Đang lên, đang thí nghiệm. Gói gì nè, trời ơi. Trời ơi, như hút thuốc ghê ông nội. Rồi sao nữa? Có 7 cái thuốc rồi, còn còn nhớ nè. Trời ơi, biết gói không trời. Thôi một lá rồi, thêm một lá nữa. Gì mà gói nhiều lá vậy? Hai lá ăn nó mới giòn. Trời có luôn hả? Để cậu ăn nha. Chưa nói gì nè, bà Phương ấy bà gói vậy rồi sao ấy? Lần đầu tiên thấy ai cuốn cái gói vậy luôn á. Anh chưa biết mà. Phải cuốn như bà Tám vậy nè, như bà xiên que vậy nè. Này tôi cuốn nè má. Ừ. Cái này mình mà có cây que dài á là mình xiên một lần 3-4 cái luôn cho đỡ tốt. Trời ơi, trời mô Phật, ông thầy bảy gói kìa. Thôi cậu gói cái này xong cậu ăn luôn. Ông bảy nè. Trời ơi, như cục lụa đạn chọi cái lỗ đầu luôn. Tớ chị chứ. Dài thì có dài. Xếp hai đầu vô, quấn cho nó sổ sổ kìa, nó đẹp. Cậu không? Ông Tám nói cho ông Tám biết làm đâu. Trời ơi, ngày xưa em bán xúc xích rồi. Cái này cái món gì món bán xúc xích đâu liên quan tới bò lá lốt của cậu? Thì xúc xích rồi có bò lá lốt rồi luôn. Bò hủ chiên đồ đó. Bò hủ chiên chấm cái gì? À, chấm mắm me. Trời ơi, trời ơi, rồi. Biết tới không kinh nghiệm tới đâu đó. Lẩu cố. Lẩu cố là người già, hiểu không? Gọi gì nữa? Người già là cần phải ăn nhiều, chứ là lẩu cố. Xảo cô là gì? Là bà ý bà Phương đó, bà Tám xào xạo á. Có câu thôi mà dịch ra mấy từ luôn cậu. Sao không chạy? Cái cậu chuyện... cậu. Để im tao làm tao nói chuyện chẳng miếng gì luôn. Cái cậu sạch gì vậy? Trời ơi, có đâu tối mới đi về thôi. Mới đi về. Mới đi review hả? Review. Đó trời. Rồi chưa nói thì sáng ổng mới đi đi đé nữa. Hả? Đi đé là gì? Đi đé là đi đé đó. Toilet đó hả? Toilet. Đi toilet. Có gì được không? Cậu gói xong rồi tí cậu ăn luôn nè. Để làm riêng cho cậu. Cậu gói cậu đi đé cho cậu ăn mình đi. Đó. Để cho cậu ăn đi, không ai ăn đâu. Đặt lần lại vô gói đẹp nè. Cậu gói cậu ăn nha. Và cái lá lại về. Ừ. À. Nhìn nó trơn tru nó đẹp. Cậu gói cái gì đâu mà như cái cục gì á. Cục. Đủ đạn. Nói đừng có chê nha. Chê tự ái hả? Chê hơi quạo đó. Chê hơi quạo hả? Vậy từ đó giờ ông Tám có chửi bà Tám chưa? Chửi đúng được. Chửi không đúng. Quay lại chó táp liền à. Chó táp hành đó. Chó táp đầu lôi. Chó táp bổ lôi à. Vậy từ đó giờ ông Tám chửi đúng không à? Có chửi sai không? Thì đúng rồi bà Tám nhịn. Không đúng thì bà Tám cắn. Rồi. Ê cái gì? Trời ơi, Phương ấy bà dám nói mẹ bị giống chó luôn kìa. Rồi xong hết chuyện. Tao không nói luôn mà, chứ là mày nói vậy. Cậu nghe không cậu? Không có, tôi nghe rõ ràng. Thấy chưa? Cậu nói sao nói lại cậu? Tao cũng nhớ đâu. Mua phẩm. Đây cả nhà ha, người nào mà cần mà giảm cân thì liên hệ tới em nha. Cà phê làm nghề bên em á là nam nữ đều sử dụng được luôn nha. Đối với nam thì phải sử dụng từ hộp thứ 2, thứ 3 thì do cơ địa của nam nó chai lì, nó cứng hơn. Cho nên là nam phải sử dụng từ hộp thứ 2, thứ 3. Còn đối với nữ thì chỉ cần sử dụng hộp đầu tiên đã giảm. Và còn nếu như ai mà không giảm là do cơ địa mình khó nữa thì mình sử dụng tiếp hộp thứ 2 thì chắc chắn sẽ giảm nha. Bên Hương là có cam kết luôn. Đừng có ai mà mới sử dụng hộp đầu tiên mà chưa giảm á là hả nản lòng, không sử dụng nữa là nó là không hiệu quả. Tại do cơ địa mình khó chai lì quá. Bên Hương là 100 khách thì chỉ có 1 khách là không giảm thôi và sử dụng tiếp hộp thứ 2 thì mới giảm nha. Một khách đó chắc nó ăn trà sữa. Ăn trà sữa hả? Uống trà sữa. Với lại là do nếu như mà trong quá trình sử dụng á mà nó giảm đó chậm. Trời mô Phật. Tại bảy ơi. Cậu làm vậy xong tới ngày gầm năm sau nó chín. Tại có người mỡ nhiều quá là nó không giảm mà. Với lại là cơ địa mình mập
lâu năm rồi, với lại là trong quá trình sử dụng mình còn uống rượu bia hay là sử dụng nhiều chất béo quá thì nó sẽ làm quá trình giảm cân của mình hả nó chậm đi, cho nên là mọi người cân nhắc lúc sử dụng nha, là mình hạn chế chất béo, hạn chế nhậu đi. Ví dụ như một tháng 30 ngày thì mình nhậu 29 ngày thôi, đừng nhậu 30 ngày đúng không? Điển hình như tướng Phương Ế nè cũng hơi bị khó xuống tại vì nó mập lâu năm rồi, tại vì hồi nhỏ nó ăn nhiều á. À nói hôm bữa có một cái ông kia bình luận bên trang của em nói là hả nhìn Phương Ế cũng vậy à, có ốm đâu mà kêu hả sử dụng cà phê để ốm xạo. Chế nghĩ sao nói như vậy đó chế, biết bà chế bà sử dụng bà xuống bao nhiêu ký chưa mà kêu xạo, ngộ ghê á. Đúng không chế? Uống xuống mấy ký chứ hả? Xuống 3 ký. Xuống giật mình luôn á. Con Phương Ế là tao nhìn thấy xuống và tao nhìn thấy cái mỏ xẹp bớt rồi đó. Cái mỏ xẹp bớt. Với lại cả nhà biết sao không? Thường á một có khách bình thường nha, có người sử dụng một hộp 12 gói là 12 ngày đã giảm 9 ký, có người sử dụng giảm 7 ký, 8 ký có. Và có người hả chỉ giảm 1 ký, 2 ký mà trung bình là giảm từ 2 đến 4 ký nha. Thường hay gói là 12 gói trung bình là giảm từ 2 đến 4 ký. Còn khách nào dễ giảm là giảm 7, 8, 9, 10 ký bình thường. Còn hả có người mà không giảm luôn thiệt. Có khách bình thường không giảm luôn nhưng mà sử dụng từ hộp thứ hai lại giảm nha. Rồi những ai mà sử dụng một hộp đầu tiên mà giảm nhiều ký, rồi hộp thứ hai là nó giảm ít ký ấy, thì nó đang cái hộp thứ hai là nó đang đánh vô cái mô mỡ cứng của mình. Cho nên là mình chịu khó sử dụng tiếp cho Thương nha. Mọi người chỉ cần mà trao Thương một sự tin tưởng thôi, Thương sẽ trao mọi người 100% sự hài lòng luôn. Nên mọi người cứ cân nhắc. À, bà Thương cũng nói luôn là sản phẩm cà phê làm gầy bên Thương á, bên công ty Thương là không có bán trên các nền tảng như là Shopee hay Lazada, là bên Thương không có bán nha. Nhưng mà mọi người nên cân nhắc đi, bên công ty Thương là công ty duy nhất tại Việt Nam và không có bán trên các nền tảng đó. Tại sao lại có giá thấp hơn mà công ty Thương bán? Các nhà phân phối bên Thương hả không bao giờ bán giá đó. Là mọi người biết là hàng giả hay hàng thiệt rồi. Tiền nào của nấy à mọi người ơi. Ừ thiệt, tiền nào của đó. Còn vô cam kết là bên Shopee là hàng chính hãng nữa. Mà trong khi đó công ty và các nhà phân phối con đều bán cái giá như con hết trơn. Mà bên đó bán giá 260 rồi 199.000 mà hàng chính hãng. Thương không biết chính hãng ở đâu. Và Thương nói chung là Thương không có bắt mọi người mua bên Thương. Mọi người muốn mua bên đâu cũng được. Nhưng mà hàng chất lượng hay không thì hả cũng là do mọi người thôi. Chứ Thương không có liên quan tới hay là gì hết. Ai mà mua sản phẩm bên Thương thì Thương mới cam kết. Còn mà mua sản phẩm bên khác và so sánh bên khác thì Thương không bán. Đơn giản vậy thôi. Tiền nào của nấy mọi người ơi. Mọi người thấy Thương chỉ sử dụng một hộp trước Tết thôi. Và hiện tại là Thương chỉ có 4 ký. Mọi người thấy Thương nè. Lúc trước là Thương không có mập. Thì Thương 47, 48 ký Thương không có mập. Thương chỉ muốn sử dụng thử để buôn bán thôi. Mà sử dụng xuống ký tới bây giờ luôn. Cho nên là bây giờ Thương mới cam kết chất lượng như thế nào luôn nha. Có giấy tờ rõ ràng luôn cho nên mọi người cứ yên tâm. Chứ đâu mà tự nhiên đang làm mạng xã hội mà buôn bán tào lao là chết luôn á. Cho nên là ai cần mua thì gọi số điện thoại trên màn hình nha. Thương có để số điện thoại trên màn hình á. Mọi người bấm vô gọi hoặc kết bạn Zalo với Thương nha. Ok, xong chưa bác? Đúng rồi. Đúng rồi đúng không? Bây giờ còn cái món á. Đây là món bò cuốn lá lốt nha cả nhà. Đây là dĩa của thầy Bảy. Thầy Bảy tự cuốn tự ăn riêng luôn á. Và đây là cái khóm sau khi đã gọt nha mọi người. Gọt hả? Nhanh dữ vậy. Cái khóm nó được giảm cân. Ông đâu gọt mắt đâu, ông gọt sát mà. Thằng Chi bỏ hết cái khóm luôn rồi. Trời ơi trời bố mặt à. Rồi gọt mắt chắc chắc khóm to. Ok, bây giờ là mình sẽ đi lấy cái ống tre rồi. Mình sẽ làm thịt bò nhồi ống tre cho cả nhà. Rồi bây giờ là thầy Bảy sẽ là người nhồi thịt bò nha. Cả nhà yên tâm đi, tay chân là sạch sẽ hết cho nên mới làm nha. Mà làm cũng người nhà mình ăn thôi cho nên là đừng có vấn đề mà hỏi sao không đeo bao tay bao chân gì hết trơn nha. Ôi tay ngày nào mà không bóc. Mình ăn nhanh mà, nó có phải là bốn dạ. Đây. Rồi bác Tám sẽ là người nướng cái bò lá lốt này. Trời ơi bò lá lốt người ta thấy làm đẹp lắm. Mà ở đây làm chặt dù. Ê, mùi nó thơm nó bay luôn nha mày. Có mùi thơm mà được rồi. Cái tám của chừng nó khét nha, quét dầu nha. Này cái ống thụt nó thụt có bốc ra luôn kìa. Đũa này cậu. Rồi để đâu rồi. Đây này. Ừ. Hả? Ngày xưa làm nghề bán bánh xèo với dồn thịt bò ống tre mà. Có không hả? Có. Không mà biết sao, cái này mình làm bằng tay cho nó dễ. Còn mà lấy bao tay nó dính khó chịu lắm. Rồi tôi lấy máy ép rồi tôi ép vô luôn vậy. Cái con chọc nó qua. Sợ. Cái này phải quét dầu nha, không thôi là tí nó dính vô cái ống tre gỡ không nè. Ủa vậy một tí mình ăn là mình chọc nó ra hay là mình tét nó ra tao? Mày ăn luôn cái ống tre.
con thấy với cái này giống như cái món cơm lam nha. Con thấy người ta làm cơm lam người ta cũng tét ống tre là người ta tét ra được luôn á. Tao hồi nãy không biết làm cơm lam luôn hả? Ừ. Cơm lam là hình như nó làm bằng nếp hay bằng gì á? Không phải bằng gạo tạo luôn. Không, nhưng mà thấy nó dẻo lắm nha. Thì làm mà cho nó ẩm thực mà có gì đâu bạn người ơi. Ôi chửi thành công rồi má Thắng ơi. Có chửi nhiều nhiều vô đây. Nhưng mà yên tâm đi, người nào cũng bị chửi trơn á. Đó vậy chỉ kỳ đó. Bác Tám mà không bị chửi thì con cũng là người bị chửi. Con không bị chửi là cũng chửi thật cây bẫy à. Đàng hoàng với em đi, có ai chửi đâu. Thầy là bị chửi nhiều nhất luôn á. Không bị chửi đâu. Đúng luôn á. Một có clip mà dưới chục người là ăn cơm không nổi đó. Dạ không chỉ chuyện cô không thêm đau lòng trẻ mồ cô ấy. Không biết không? Này thịt heo thịt bò không biết. Này thịt heo thịt bò. Cậu không biết chứ. Ngày xưa em làm nghề bán thịt, em nhìn thịt này chắc không phải thịt bò rồi. Thịt trâu hả? Heo. Heo đâu phải màu này. Thịt bò phải đỏ đúng không? Cái này màu đỏ với màu gì? Cái này màu gì cậu? Cái này màu xám rồi. Màu tái hả? Quá thơm ngon ta. Ngon thì mẹ ăn đi. Ai không cho mẹ ăn đâu, nó ngồi đứng hít hà. Ừ. Bởi vậy gia đình này cái gì cũng biết không mỗi cái điều hả cậu? Ăn đi. À, trên mạng có chị nói là hả gì thương nhau lắm, cắn nhau đau. Nói cậu bảy với Phương Hế vậy đó. Có mô Phật à. Ai thương ông? Ai mà thương nội cái này? Trời ơi, má ơi, mô Phật à. Thôi, cầu mong tránh xa tôi ra mấy mét cả. Thôi đi. Cậu có giá quá. Thì con ghe cái là đám có giá quá. Sao không con người ta cái mới lớn mà. Trời ơi mới lớn mà, bữa nay ba mấy tuổi rồi mới lớn. Mới lớn chưa có chồng. Trời ơi chỉ con cậu, gái... bậy, cậu bậy có vợ rồi. Con gái là tám phải kêu là con gái quá lứa. Hiểu không? Đúng không Hương? Như phải con không? Mới là mới nhú đúng không cậu bậy? Còn mày là lớn cũng hơi lâu rồi. Hiểu không? Con mới có hai con mới có 18 tuổi à. 18 chưa cộng cái gì. 18 tuổi. Xin lỗi nha, mặc dù tâm hồn, ê, mặc dù thân xác con hai mấy tuổi chứ thật ra hả tâm hồn con chỉ mới như trẻ lên hai thôi. Đã mặc dù Phương Ế mới lớn. Mua quá. Chứ bây giờ kêu mà sao? Người ta chưa có chồng là người Hoa là kêu là mới lớn. Quá lứa lỡ thầy. Tôi nói thiệt nha, trên đời nha, nhiều khi những người mà chưa có chồng chưa có vợ mang tiếng là chưa có chồng chưa vợ mà chưa trải qua bao nhiêu là đời bồ đời bịch là chưa biết nha. Có thầy bậy chứ có ai biết. Chứ là những người ta mang tiếng ở một đời vợ đó là những qua là người ta cưới hỏi đàng hoàng. Còn những người mà hả chưa cưới hỏi hả nhiều khi á 15 thằng bồ. y nói chế 15 người bồ đó chế. Mặn cậu. Rồi mặn lè luôn, tới một chuyện luôn rồi. Thì cậu bảy cũng nói thiệt đó. Hả? Mặn hả? Mặn lắm hả cậu? Quá mặn. Nè bác Tám. Sao cậu nói con nghi ngờ quá à? Con thử nè. Mặn thiệt mà. Mặn chắc luôn hả? Ừ. Mặn thiệt kia. Mặn không? Mặn lè luôn á. Không cần chấm luôn nha. Cái này ăn cơm luôn á. Vừa rồi hả? Rồi, nói đi. Dạ, cuối cùng thì hai món này cũng chín rồi nha cả nhà. Giờ thì mời cả nhà ăn nha. Cái này thọt ra hả? Thọt ra đi. Cái này chị chọc xuống tay thọt nó ra. Đây. Tám làm gì cười? Hai mẹ con ăn chấm chung vậy được rồi. Tám cười quá lấy món tay thọt. Lấy đũa thọt chứ không? Tám đứng lên lấy lên đũa Tám. Lấy đũa đó kìa. Dạy bò lá lốt đi. Rồi, như là lúc đầu em quảng cáo thì ai cần mua cà phê giảm cân thì gọi vô số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Còn ai mua chiên su thì ở ngoài tiệm gói nha. Này mọi người, con tưởng gì nữa chứ. Ai, em mời cả nhà miếng bò lá lốt nha. À, mời. Cảm ơn. Mời tất cả mọi người, anh chị, cô, chú, bác, thím cháu gì nha. Mời cả gia đình nha. Rồi, cảm nhận nha thầy bạn. Ngon nha. Ngon. Ngon. Chấm tương cà mới ngon. Ngon đúng cậu. Càng ngon. Như có cục đá vậy. Mời mọi người nha. Ngon. Chấm tương cà ngon cậu ơi. Ăn thử cái này coi. Cái này thọt sao ra. Ủa thọt vậy hả? Đúng rồi. Chấm nào như có thọt đâu biết.
Không mà. Ớt luôn. Cái này con thấy mà người ta mà làm ống tre non là người ta bẻ ra được giống giống cơm lam vậy đó. Ồ. Ừ, vô. Vô, đẹp dữ vậy. Thơm quá nha. Này chấm tương nước muối không? Hả? Thơm nha. Đây. Mời cả nhà nha. Cái này từng gầm bài á. À. Làm thử coi. Đánh thử coi. Cảm ơn ăn cơm em. Em đám. Không. Mời mọi người nha. Gọi dài rồi á. Hỏi sao luôn. Vậy nè. Chấm muối hả? Ừ. Tự có một cục coi. Ừ. Ý dồ. Nói dài nha. Ăn về mấy đúng dân thành điệu ăn nè. Trời nó ngọt ngọt ha. Lấy. Ừ. Chị sơn môi á. Cái sơn môi. Sơn môi. Ngon ha. Ngon quá. Ngon. Ăn trường ớt rồi ngon. Cái này tính người nói à. Món này nướng mới ngon nè. Ông chè mới ngon nè. Này ngon không? Đây rồi. Mà khúc đầu nãy quay lúc đầu nó là trời má mặn quá mặn. Giờ khúc sau kêu ngon. Vậy là mình phải cắt khúc đầu đúng không? Ừ, mình bỏ khúc đó đi, giờ mình cứ thay ngon vô. Mặn, mặn chát rồi. Ừ. Giờ cứ thay ngon đúng không? Mặn. Không mặn đâu. Còn cái ống chè là lạ. Ừ. Lỗ tai nó mặn. Cái này ăn cứ muốn cơm mà. Ăn vừa mà. Chấm tương ớt là vừa. Ống chè sao nó lạc vậy rồi. Bỏ ống chè. Ống chè được. Không. Chua xanh chua tám á. Ăn như ông tám giòn giòn á. Bỏ ống chè thơm ấy chứ. Có lý hả? Ngọt ngọt thiệt ha. Người ta cái bò lá lốt này ăn với cơm vừa. Mấy người người ta đem đi nấu nấu cơm á cũng ngọt nha. À, ăn xong để ra ống chè nha. Để mai tao mua người kia để nướng nữa. Không biết cười hả? Không tí cái gì mà. Ngon thiệt. Đó. Thôi giấc. Hình liệu ạ. Giống cây sông môi không? Thì tử tử. Giống con ốc móng tay. Không được à? Không được không ăn cho. Kéo thôi. Mời mọi người nha. Ốc móng tay nha. Mời mọi người đây. Thơm. Ốc móng tay hả? Lấy miếng qua đây bà xem. Hai người ăn miếng này ăn miếng. Ngọt thật. Ngon quá. Cái kiểu này. Nước ăn gì quá. Chết muối ở đây nè. Chết muối hả? Dạ. Ăn chanh vô chưa? Nó không chua vậy. Ăn chanh rồi mà chưa chua. Rồi biết rồi đó. Sao rồi biết à? Nói này không bè bỏ. Cái này uống bia thầy hai ông Tám ha. Thế được. Thầy đúng không? Ê dạ. Cái này mà uống chung với cà phê giảm cân là đúng bà luôn á. Mày uống rồi. Quá ngọt. Mấy sao anh giữ được cái phần nước ở trong à? Không chè à? Tại chọc cái ra. Nó ngọt thì đã hả? À. Nghĩ này nha. Con lý thiệt cái ta. Tính ra mình nướng cái ống chè nhỏ vậy còn ngon à. Mà nướng ống lô bự kìa. Chắc ngon hơn. Ngon hơn. Cái đó nấu cơm mà. Nấu cơm cái gì? Cái đó là mua 20kg thịt bò mới đủ cho vô đó. Cắm vô thử. Chát hả? Chua. Nó này. Mày chát xong ăn được hay dữ rồi. Thôi ăn ha. Ăn nó sạch. Thái ăn thì chắc mình ăn nó được. Bắp chuối ngon á. Nhà bác tính ra mỗi lần mình xuống làm ống thật là bắp chuối nhà bà Tám bớt 1, 2 bắp. Hao muối. Hao lá chuối. Lá chuối với muối với lại bắp chuối làm tiêu diệt. Trời ơi, ngà vừa. Dạ. Có bảy không á? Mày hết tao. Bây giờ nước hả? Nóng. Cho kéo lá chuối kêu đi. Nè. Tám mình đưa bao nhiêu ống ăn hết biết nhiêu trời. Ăn hai đang bắt cạnh á. Tao vứt bẻ rồi. Sắp đẹp lắm. Ngồi bắt ăn cảnh con gái gì. Trời ơi, hỏng luôn rồi. Nóng lắm hả? Nóng lắm lắm. Nóng rồi. Cái này ngon à? Đâu quá. Từ nãy là 9 giờ mình chưa ăn ống nào. Trời ơi. Trời ơi, ngoài thường là 4 ống rồi. Ủa? Nãy giờ con ăn hả?
Thôi có bảy xào à. Đó. Ăn tiêu xanh mới ngon á, nhai chụp chụp á. Mà tiêu nói khoái cái món này là sao không? Không ăn. Mặn. Mặn. Năm nay khoái ăn mặn mà. Khoái ăn mặn mà mặn quá. Nếu mà nó lỡ mặn rồi á. Mình ăn chấm, mình ăn như thế này. Chấm nhiều nhiều vô. Một tay cầm này, một tay cầm miếng cốt. Ăn cái này chấm thấm vô. Hết mặn. Hết mặn. Nó cứa cua á tao. Vừa chua mà vừa chắc. Đó. À. À. Ngon thật. Tao đó. Ngon quá. Cay. À. Đó. Cay không ngưng luôn á. Cay mà thêm tiêu nữa. Còn ăn tiêu nữa. Hết tiêu xanh bán rồi, tiêu non không. Ăn có chùm tiêu thôi nó hết tiêu bán. Nói hết mà. Ủa này tiêu non không mà đâu có bán được. Chú già. Đang hính ăn tiêu chặn họng. Người ta xử tật, người ta nói xử tật cậu vậy ơi. Ăn con tiêu à? Vậy mình tính ăn tiêu mà nói cái đó thôi ăn thịt bò thôi. Đưa đâu không à? Uống nước rồi đã. Bye bye. Bye bye. Mười phút vậy. Nó bắt cảnh không? Nó bắt cái cảnh thịt bò không? Nãy giờ nó thấy nửa tiếng rồi. Mời mọi người nha. Ăn đỏ. Thơm. Cái nhà ai bạn có món này. Gom á, gom á. Ông chỉ dài dài chút nó mới ngon ngắn. Lần đầu tiên. Gì? Ta nói gì? Cái ống này nó làm dài chút nữa ngon. À. Ừ. Ý bà Tám nói là ống này làm dài chút nữa no, hiểu không? Dài chút nữa ăn mới no. Thảo lao. Mới ngon. Nó vô thịt nhiều nó ngọt á. Thôi đi. Nó giữ được cái nước ở trong ạ. Để hỏi dừng 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 dừng. Hỏi cho cái này nhớ. Ăn chi hả? Cái bà theo nhiều vậy. Cái ống của ông Tám bà Tám quen rồi nên cái ống này thôi nha. Chê nhà không dám ăn. Tiếp luôn cậu. Tiếp luôn. Cầm chai nước cho cậu. Tiếp luôn. Vô nè. Để con lấy cho cậu Bảy ăn nè. Để cho tận gồm với. Thôi không ăn đi, ăn đi. Ờ, con Tám con dồn cho con Hiệp á. Được rồi, cảm ơn. Đây. Ăn đi cậu. Vô vô vô, mày từ từ thôi. Trời anh Hải ơi, đừng có lấy. Mày làm còn hơn. Cái hai trái đừng tức chứ. Tao thấy giống của con mèo hơn tròn vậy đó. Thôi thì cái thức đi, tao thấy hết hứng ăn luôn rồi. Nó nghe cậu nói hết hứng ăn luôn á. Mày tao thấy giống của mấy con mèo với con tròn á, mày ăn đi nè. Mày làm gì mày ăn đi. Cái mèo tròn. Không ăn nữa. Cậu ấy ăn hết luôn đi. Trời. Ai mượn mày khui ra một đống này. Cậu ăn luôn đi. À, clip ở đây cũng khá dài mọi người, nãy giờ 1m8 rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip nha. Coi cả nhà mình ai mua những sản phẩm gì thì liên hệ với lại anh em Thường Gồm nha. Coi Thường Gồm để trên màn hình nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm nha. Mọi người. Bye bye.